Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Bản tin văn hóa sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay với những thông tin sau. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tổ chức chương trình lưu giữ hồn quê tại xã Hòa Phong. Cần có hướng nghiên cứu và biện pháp bảo vệ những hiện vật bằng đá tại làng Nghĩa Lộ. Câu lạc bộ sách và hành động trường Trung học phổ thông Văn Giang lan tỏa văn hóa đọc. Đám cưới lấn đường vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi. Trong một góc nhìn văn hóa là phóng sự, nhiều địa phương ở huyện Phù Cừ cải tạo xây dựng ao bơi góp phần phòng chống đuối nước. Mở nhạc to, từ tiếng hát đến tiếng khóc. Cuối chương trình trong mục tinh hoa Phú Hiến, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về tinh hoa điêu khắc trong bệ đá hoa sen ở Hưng Yên. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Chương trình sân chơi lưu giữ hồn quê tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên là cuộc đua tài giữa hai làng Vân Dương và Thuần Mỹ của xã Hòa Phong. Đây là địa phương có phong trào văn hóa văn nghệ thể thao mạnh của thị xã Mỹ Hào. Phần thi kể chuyện làng tôi, hai đội Vân Dương và Thuần Mỹ giới thiệu ca ngợi nét đẹp và truyền thống văn hóa của đất và người xã Hòa Phong thông qua bài hát chèo có tựa đề Tự hào Thuần Mỹ quê tôi và làn điệu quan họ đằm thắm dưới thuyền Vân Dương quê tôi đổi mới để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Phần thi khéo tay hay nghề, những người thợ của làng nghề mộc mỹ nghệ Hòa Phong thể hiện sự khéo léo, óc sáng tạo và nét tinh xảo trong điêu khắc gỗ thông qua công đoạn tạc tượng gỗ. Trong phần thi lưu giữ hồn quê, thông qua tiểu phẩm Hãy vì lợi ích chung, đội tuyển thôn Thuần Mỹ gửi gắm thông điệp hãy chung tay bảo vệ môi trường từ chính gia đình mình. Ca cảnh chèo Vân Dương quê ta hôm nay mở hội do đội tuyển thôn Vân Dương biểu diễn ca ngợi sự đổi mới của quê hương Hòa Phong hôm nay và chào đón sự kiện thành lập thị xã Mỹ Hào. Ba trò chơi dân gian vui khỏe, đi cầu kiều, bắt vịt dưới ao, nhảy bao bố ở cuối chương trình mang đến cho khán giả những tràng cười sảng khoái. Chương trình lưu giữ hồn quê tại xã Hòa Phong sẽ được phát sóng vào lúc 10 giờ và 22 giờ 20 phút chủ nhật ngày 16 tháng 6 trên kênh truyền hình Hưng Yên. Chương trình còn được đăng tải trên trang fanpage Facebook Tin tức Hưng Yên 24/7 và trang YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hiện nay tại cổng làng Nghĩa Lộ, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm còn lưu giữ hai hiện vật bằng đá xanh nguyên khối là rùa đá và bia đá. Hai hiện vật này được phát hiện cách đây khoảng 30 năm dưới mương thủy lợi. Tuy nhiên do không được bảo tồn đúng cách nên hai hiện vật đã bị hư hỏng nhiều. Tấm bia đá đã bị hư hỏng nặng, mất phần thân dưới. Phần thân trên đã bị nứt, các chữ bị mở hết, chỉ còn một số hoa văn hình rồng. Riêng rùa đá là còn nguyên vẹn với kích thước khá lớn, rộng 1m, dài 1m5 và dày 40cm. Hiện vật cũng đã bị nứt ở phần cổ. Tương truyền trước kia, nơi đây là bãi đá lăng và có gắn với các sự tích về Nguyên Phi Ỷ Lan. Chính quyền địa phương và nhân dân nơi đây rất mong muốn ngành chức năng sớm có biện pháp để bảo tồn các hiện vật bằng đá và giúp họ có được câu trả lời về việc liệu rằng dưới mương kia còn hiện vật nào khác nữa hay không? Và câu chuyện về bãi đá lăng có là sự thật. Để tạo sân chơi lành mạnh và phát triển năng khiếu cho trẻ em, mùa hè năm nay, nhà thiếu nhi tỉnh đã mở gần 30 lớp năng khiếu với 14 môn như bóng đá, cầu lông, bơi lội, võ thuật. Đặc biệt, năm nay, nhà thiếu nhi tỉnh đã mở thêm 2 lớp khiêu vũ mới là Dance Sport và Zumba Kids. Với sự đa dạng phong phú, các lớp học năng khiếu ở nơi đây đã thu hút hơn 200 học sinh. Bên cạnh việc duy trì mở các lớp học năng khiếu, năm nay, nhà thiếu nhi tỉnh cũng mở 3 lớp học kỹ năng sống. Mỗi lớp có sự tham gia của hơn 60 học sinh. Trải qua 10 chuyên đề, các em sẽ được trang bị thêm những kiến thức về kỹ năng giao tiếp và ứng xử trong gia đình, nhà trường, kỹ năng phòng chống bạo lực học đường và ứng phó với kẻ xấu khi bị bắt cóc, kỹ năng nhận biết hỏa hoạn và cách phòng tránh, giúp các em có thêm nhiều trải nghiệm và kiến thức để áp dụng vào cuộc sống. Câu lạc bộ sách và hành động ở trường Trung học phổ thông Văn Giang, huyện Văn Giang được thành lập từ năm 2017 với trên 20 thành viên. Hiện câu lạc bộ có hơn 300 đầu sách về văn hóa, kỹ năng sống, nuôi dưỡng tâm hồn, hướng nghiệp, kinh tế, giáo dục. Để là thành viên chính thức của câu lạc bộ, học sinh tham gia phải trải qua nhiều vòng tuyển chọn, đồng thời các em phải là những người thích đọc sách, nhiệt tình, trách nhiệm. Các thành viên trong câu lạc bộ trực tiếp bỏ tiền tiết kiệm thu gom giấy vụn, bán đồ ăn, bán sách giáo khoa cũ để lấy tiền mua sách. Câu lạc bộ thường xuyên tổ chức những ngày hội sách hay những chiến dịch đổi sách lấy cây. Ngoài việc trưng bày, các thành viên còn giới thiệu những cuốn sách mới bổ ích tới độc giả, qua đó thu hút được sự quan tâm của đông đảo học sinh và các thầy giáo, cô giáo trong cùng trường tham gia đọc sách. Ngày 18 tháng 4 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành công văn số 884
đề nghị chính quyền các huyện, thành phố không để tình trạng người dân chiếm dụng lòng đường vỉa hè để tổ chức đám ma, đám cưới. Tuy nhiên đến nay, ở nhiều địa phương vẫn thực hiện chưa nghiêm công văn chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cụ thể như ngày 23 tháng 5 vừa qua, tại quốc lộ 39 đoạn qua xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, có một gia đình dựng rạp cưới to dưới lòng đường có đông phương tiện qua lại nên rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Hay như trước đó vào ngày 15 tháng 5 tại phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, có hai đám cưới dựng rạp ngay trên đường Nguyễn Trãi và Nguyễn Thiện Thuật, chiếm gần hết lối đi của người đi đường. Đề nghị các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn có biện pháp ngăn chặn người dân dựng rạp lấn đường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông theo đúng công văn chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2015, huyện Phù Cừ đã có chính sách hỗ trợ 50 triệu đồng cho địa phương nào cải tạo xây dựng ao bơi cho trẻ em. Đến nay trên địa bàn huyện đã có nhiều mô hình ao bơi an toàn, sạch sẽ, phục vụ miễn phí thiếu niên nhi đồng, qua đó giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn đuối nước. Năm 2016, xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ là một trong hai địa phương đầu tiên của huyện Phù Cừ tiến hành cải tạo ao bơi cho trẻ em. Với kinh phí 250 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của huyện và ngân sách địa phương, xã đã cải tạo một hồ nước rộng trên 500m² trước cổng ủy ban xã để làm địa điểm cho trẻ em đến tập bơi. Đoàn thanh niên xã chịu trách nhiệm quản lý, đảm bảo an toàn và xử lý nước ở khu vực ao bơi. Người dân trong xã có ý thức không xả rác, không rửa đồ đạc ở ao bơi. Sau 4 năm hoạt động, ao bơi xã Nhật Quang đã mang lại hiệu quả thiết thực. Cháu hàng ngày cháu đến ao bơi của xã bơi, cháu đã biết bơi ạ. Nước rất là sạch và trong ạ. Cháu rất là thích thú ạ. Trước đây thì khi chưa có ao bơi thì nhiều các cháu nhỏ, nhất là các cháu mà tiểu học thì nhiều các cháu chưa biết bơi, và đặc biệt các cháu trung học cơ sở. Thế nhưng mà các cháu lớn cái độ tuổi 13, 15 cũng chưa biết bơi. Thế nhưng mà từ khi có cái ao bơi này thì cũng nhiều cháu, tôi thấy là nhiều cháu đã biết bơi. Thị trấn Trần Cao đang tiến hành xây dựng cải tạo hai ao bơi ở thôn Cao Xá và Trần Thượng với tổng kinh phí là 1 tỷ 200 triệu đồng từ nguồn bán đấu giá đất giãn dân của thị trấn và huyện hỗ trợ 50 triệu đồng một ao bơi. Dự kiến hai ao bơi này sẽ hoàn thành và hoạt động vào tháng 7 tới, phục vụ miễn phí người dân. Chính quyền địa phương mong muốn sẽ khắc phục được tình trạng thiếu sân chơi ao bơi vốn đang là vấn đề nóng trong mỗi dịp hè ở thị trấn Trần Cao. Thì phải trang bị cho các cháu cái kiến thức, các cháu biết bơi và tự cứu mình. Chính từ nhận thức đó thì thị trấn, cấp ủy chính quyền thị trấn chúng tôi là quyết tâm là xây dựng cái ao bơi cho các cháu thanh thiếu niên trong độ tuổi để các cháu như vậy là làm quen với môi trường nước và biết bơi để chống cái đuối nước. Tính đến nay, huyện Phù Cừ đã cải tạo được 7 ao bơi ở 6 xã thị trấn là Nhật Quang, Nguyên Hòa, Minh Tiến, Đình Cao, Tống Phan và thị trấn Trần Cao. Cùng với đó là 2 bể bơi ở thị trấn Trần Cao và ở xã Tam Đa. Những ao bơi, bể bơi này đã phát huy hiệu quả trong việc phổ cập bơi, ngày càng có nhiều trẻ em biết bơi. Số lượng trẻ tử vong do đuối nước giảm qua từng năm. Ở 8 xã còn lại chưa có ao bơi, Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cừ giao cho huyện đoàn ra soát, lập phương án hỗ trợ kết hợp cùng chính quyền xã cải tạo, phấn đấu đến năm 2022, tất cả các địa phương trong huyện đều có một ao bơi an toàn cho trẻ em học bơi. Loa nhà ai, nhà ấy mở. Ai thích hát thì cứ hát. Đó là những lời biện minh cho việc mở nhạc quá to hay hát hò ầm ĩ tại các hộ gia đình ở nhiều làng quê hiện nay. Quy định xử phạt thì đã có, nhưng để xử lý thì không phải chuyện đơn giản. Chỉ vì một chiếc loa hay một dàn karaoke mà đã có những câu chuyện đau lòng xảy ra. Ông Hà Đăng Thắng ở thôn Trà Dương, xã Tống Chân, huyện Phù Cừ vào viện trong tình trạng bị dao đâm xuyên tim. Còn đây là anh Hà Đình Thương, hiện đang bị khởi tố vì tội cố ý gây thương tích. Hai hình ảnh này dường như chẳng hề có mối liên hệ nào. Nhưng thực tế, chỉ vì một cái loa mà hai người đàn ông ấy, một trở thành bệnh nhân, một trở thành bị cáo. Sự việc xảy ra vào trưa ngày 2 tháng 6 khi gia đình ông Hà Đình Thừa mở nhạc quá to khiến cho hàng xóm không ngủ được, nên đã yêu cầu con trai ông là Hà Đình Thương tắt loa đi. Loa đã được tắt, nhưng một lúc sau lại được bật lên. Gia đình ông Thắng đã kéo ra đường để yêu cầu gia đình ông Thừa không mở nhạc nữa. Hai gia đình lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Trong lúc không kiềm chế được, anh Thương đã dùng dao đâm ông Thắng
khiến ông phải nhập viện cấp cứu. Điều đáng nói là việc mở loa to của gia đình ông Thừa không phải chỉ diễn ra trong ngày 1, ngày 2 mà đã diễn ra rất nhiều lần, gây ảnh hưởng đến hàng xóm. Từ trước giờ là gia đình mở suốt ngày, nhân dân ở xóm là có đến ý kiến với lại thôn. Thì thôn có cho anh em công an viên rồi phó thôn vào nhắc nhở. Cũng có khi là mở tối, cũng có khi mở trưa thì các cháu đôi khi nó học hành cũng không học được. Việc mở nhạc to, hát hò ở Mỹ gây ảnh hưởng đến những người xung quanh không phải chỉ diễn ra ở một làng, một xã mà là câu chuyện nhức nhối ở nhiều làng quê hiện nay. Không ít hộ gia đình có sở thích tụ tập, hát karaoke tại nhà gây ồn ào tới hàng xóm, thậm chí là cả lúc đêm khuya. Đặc biệt là vào những ngày cuối tuần, những dịp tụ tập bạn bè hay những ngày nghỉ thảnh thơi, những dàn máy karaoke lại càng được dịp hoạt động với công suất lớn. Tuy nhiên, việc xử phạt hành vi này cũng không phải dễ. Đối với cái việc quản lý cái hoạt động mà hát karaoke tại gia đình, hiện nay thì đúng là một cái vấn đề cũng rất khó khăn. Không phải của Hưng Yên mà rất nhiều tỉnh ở các cái địa phương đôi khi nể nang. Đấy, do vậy là cũng là cái chuyện nhiều khi người ta nghĩ đây là cái việc riêng của người ta nên cũng ngại cái việc nhắc nhở rồi xử phạt, xử lý mặc dù đã có quy định nhưng gần như là chúng ta chưa thực hiện được. Việc hát karaoke một cách thiếu văn hóa đã phá vỡ những ý nghĩa mà loại hình giải trí này đem đến, gây mâu thuẫn, mất đoàn kết cho nhiều gia đình, nhiều khu dân cư, thậm chí có những nơi tiếng hát đã biến thành tiếng khóc. Hưng Yên được coi là vùng đất trũng có nhiều sông ngòi. Nhờ những con sông đó mà Phật giáo ở Hưng Yên có điều kiện phát triển nhanh và mạnh. Dọc theo các con sông ở xứ Nhãn là một hệ thống dày đặc các di tích như đình, đền, chùa. Điều đặc biệt là trong những ngôi chùa gần sông đó, chúng ta thường bắt gặp những di vật bằng đá mang thể khối lớn được chạm khắc tinh xảo. Một trong những di vật đá mà được các nhà nghiên cứu di sản văn hóa trong và ngoài nước quan tâm nhất đó là những nhang án đá hoa sen dùng làm bệ thờ tại Tòa Tam Bảo ở một số ngôi chùa ở Hưng Yên. Đây là những di vật đã được kết tinh bởi sự tài hoa của các nghệ nhân xưa. Đồng thời, nó còn thể hiện sự huyền bí của Phật Pháp và tư duy mênh mông tràn ngập vũ trụ của văn hóa dân gian Việt. Cho đến nay, trên địa bàn tỉnh ta đã phát hiện được 7 ngôi chùa có nhang án đá hoa sen dùng làm bệ thờ. Đó là ở các chùa Hương Lãng, huyện Văn Lâm, chùa Khúc Lộng, chùa Nhạn Tháp, huyện Văn Giang, chùa Long Cầu, chùa Trà Dương, huyện Phù Cử, chùa Thọ Quang, chùa Dưỡng Phú, huyện Kim Động, chùa Lạc Thủy, huyện Khoái Châu. Các bệ đá hoa sen này có niên đại trải dài từ thời Lý đến thời Hậu Lê, phần lớn làm bằng đá xanh đen hoặc đá màu ghi trắng. Trong số 7 bệ thờ đá hoa sen, có 5 bệ thờ có niên đại thời nhà Trần và nhà Mạc, về mặt bố cục và điêu khắc tương đối giống nhau. Đáng quan tâm nhất là bệ đá hoa sen chùa Hương Lãng. Đây là bệ đá có từ thời nhà Lý. Nhang án này được khắc họa hình linh vật, sư tử, đội tỏa sen tạo thành một khối lớn. Bệ đá hoa sen này có tổng chiều dài 4,2m, rộng 3,5m, cao 1,15m, được ghép bằng các viên đá vuông chạm hình hoa sen mềm mại. Các khối nổi trên bề tượng hầu như không có góc cạnh gồ ghề, tất cả đều nhẵn, êm và trau chuốt, không có chỗ ngắt nhịp đột ngột. Đây là đặc trưng riêng của nghệ thuật điêu khắc. Đất này là đất Phật, bởi có một pho tượng đá trên cái, ngồi trên đài sen do con sư tử đội ấy, nó to nhất nước. Nó quy phục để nó đội đài sen, mà trên cái con lân ấy chúng ta thấy biết bao nhiêu biểu tượng mà gắn với sấm chớp, gắn với lại hoa lá thiêng. Và ở trên đầu con lân ấy có chữ vương, cũng như ở đây nó đã nói lên đây là một linh vật
đứng đầu mọi linh vật, và nó đỏ, nó tượng trưng cho trong cái hoa văn trên thân nó đã tượng trưng cho cả một cái bầu trời, và nó quy y Phật pháp nên nó đội tòa sen. Bệ đá hoa sen hình hộp thời Trần ở chùa Trà Dương và Long Cầu, huyện Phù Cừ, chùa Thọ Quang và nhạn tháp của huyện Văn Giang gồm có 3 phần. Phần mặt bệ được bao đỡ bởi một đài sen lớn gồm 2 lớp cánh sen ngửa và 1 lớp cánh sen úp. Các cánh sen đều rất mập, có gờ cong gãy khúc cuộn lại và bao lấy một cánh sen nhỏ khác. Ở chính giữa có bông hoa nhỏ xinh. Phần thân bệ mặc dù được cấu tạo thu nhỏ thắt lại không đồng nhất với phần trên và phần dưới, nhưng đây lại là nơi xuất hiện nhiều mô típ chạm khắc với nhiều gờ nổi, chia thành các ô, và mỗi ô lại chứa đựng một mô típ trang trí khác nhau: rồng, mây, hoa sen, hoa cúc, sư tử, hươu, hoẵng, dê, hổ, tiên nữ, cây cảnh, vân vân. Có thể nói, phần mặt và thân bệ là hai phần quan trọng nhất, thể hiện rõ nhất sự phong phú của nghệ thuật điêu khắc dân gian đương thời. Đặc biệt, trên 4 góc thân bệ thường xuất hiện 4 chim thần Garuda với đầu, cánh là chim, còn mình là thú, ngồi xổm, 2 chân bám chặt xuống đất để đỡ phần tòa sen. Trên trán chim thần thường có chữ vương, biểu tượng cho vua muôn loài chim. Nhang án đá hoa sen chính là biểu tượng của thế giới nhà Phật, là niết bàn với đài sen mãn khai, được thể hiện khá rõ ràng ở phần thân của nhang án. Đó là hình tượng của chim thần Garuda, thường bị mẹ rắn thần Ly Ghi hành hạ, tạo nên một mối thù truyền kiếp. Chính vì vậy mà chim thần thường hay bắt mẹ rắn thần lên không trung. Đó chính là một mối thù không đội trời chung, nhưng dưới sự chiếu rọi của Phật Pháp vô biên, chúng đã được giác ngộ cùng quy y cửa Phật, dùng sức mạnh vô biên của mình để nâng đỡ tòa sen. Phải chăng đây cũng chính là bài học cho người đời? Tuy nhiên, ngoài chức năng nâng đỡ, chim thần Garuda còn mang theo giá trị thẩm mỹ nhất định. Nổi bật là tính chất thần thoại được Việt hóa, toát lên qua đặc trưng tạo hình chắc khỏe, cũng là phong cách chung của mỹ thuật thời Trần. Hình tượng rồng cũng được chạm khắc trên cả 7 bệ đá thờ hoa sen này. Rồng ở đây thể hiện khá phức tạp với những tư thế vận động đa dạng, thân vận động cân xứng hình chữ U như ở bệ đá chùa Trà Dương, Phù Cừ, bệ đá chùa Nhạn Tháp, huyện Văn Giang. Ở bệ đá chùa Thọ Quang và Lạc Thủy thì thân rồng vận động theo phương nằm ngang, cổ vặn chéo vỏ đỗ, phơi trần bụng ra phía trước để đầu rồng ngoảnh lại phía sau. Ở hai ô bên của mặt trước, hai con rồng to khỏe đang ngoảnh cổ về phía sau, miệng há rộng, nhả viên ngọc với những quầng sáng phô rõ toàn bộ họng. Tính trang trí của các tác phẩm bệ đá hoa sen đã bộc lộ rõ rệt. Các tác giả dân gian xưa đã sử dụng một cách thành thạo và tài tình trong tác phẩm của mình những nguyên tắc quen thuộc vốn đã thấy từ trang trí thời Lý. Họ đã giải quyết theo phép tương đồng mối tương quan giữa các hình chính và phụ, xa và gần, động và tĩnh. Và sự cân đối cần có của tác phẩm được nâng lên tới mức đăng đối. Vẫn những hoa văn trang trí có tính chất truyền thống như con rồng, hoa sen, hoa dây, mây trời, sóng nước. Vẫn cái cách đưa vào tác phẩm yếu tố chủ đạo là khoảng không nhỏ bé và đều đặn cùng bậc đồng đẳng, khiến cho các họa tiết ken nhau dày đặc. Tất cả dưới bút pháp điêu luyện, dưới bàn tay tinh xảo của nghề nghiệp đã đem lại cho tác phẩm một tính cách riêng biệt, tinh tế mà không tùn mùn, mềm mại mà vẫn chắc khỏe, đều đặn mà không đơn điệu, đang đối nhưng vẫn có duyên. Vượt lên trên hết vẫn là cái chất dịu dàng, êm ái toát ra từ vẻ đẹp có phần hoa mỹ của tác phẩm. Các bệ thờ đá hoa sen thời Trần đến thời Mạc ở Hưng Yên phản ánh sự kế thừa văn hóa nghệ thuật thời Lý. Thời Lý, Đại Việt là quốc gia Phật giáo nên hình tượng Đức Phật tọa trên tòa sen thể hiện nền tảng tinh thần xã hội. Nhưng thời Lý, sự giao lưu văn hóa tương đối cởi mở. Ngoài văn hóa Phật, người Việt du nhập cả văn hóa nghệ thuật Champa, mà hình tượng chim thần Garuda là một trong nhiều minh chứng. Trong khi đó,
đạo giáo, nho giáo từ Trung Quốc sang đã ăn sâu trong lòng đời sống xã hội Đại Việt. Nói khác đi, là quốc gia Phật giáo, nhưng Đại Việt thời Lý Trần còn có nhiều tôn giáo khác chung sống trong tín ngưỡng dân gian bản địa. Vì vậy, trên các bệ thờ đá hoa sen ở Hưng Yên đã chạm khắc những hoa văn khác nhau trong nền cảnh không gian văn hóa chung thể hiện tư tưởng Phật là hoa sen. Tuy chỉ là bệ đá để thờ Phật trong chùa, nhưng nó hoàn toàn có khả năng là một chỉ dấu nghệ thuật cuốn hút giới nghiên cứu mỹ thuật cổ hôm nay. Bởi nhìn từ góc độ nghệ thuật, đó là những bức điêu khắc độc đáo, chứa đựng cả một giai đoạn lịch sử dân tộc cùng tinh thần cộng cảm và biểu dương sức mạnh gắn kết cộng đồng rất cao của người Việt, được duy trì cho đến nay. Quý vị và các bạn thân mến, mục Tinh Hoa Phố Hiến đã khép lại tạp chí văn hóa tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.